Hello mọi người. Hôm nay mình làm cái video này để chỉ thêm cho mọi người một ít vị trí của thú, mới lại spam lốt nha mọi người. Tại lần trước ấy, mình có làm theo một cái video tem shadow á, xong xong trong cái video đó thì mình có một đoạn video đằng sau rất là dài, mình đi tem một vài con thú nhưng mà này mình lỡ tay, mình không để ý ấy. Mình không xem kỹ lại, mình không check kỹ lại nên mình xóa mất đi rồi, nên là hôm nay mình làm thêm cái video này để chỉ cho mọi người một chút vị trí về map Lasu mà nha mọi người. Bởi vì là map này ấy, thì mọi người, nếu mọi người những người người chơi lâu rồi đó, họ có thể vào hot họ test hoặc là họ biết code đó, họ vào hot họ test thì họ check những cái vị trí của spam loot này, spam thú này, hang hiếc này thì mọi người có vào thể vào hot check, nhưng mà chắc cũng phải biết thêm một tí code cho mọi người, hoặc là có những con thú ở trong cái map này nó ở ngoài map ấy nên nó sẽ không có. Thì hôm nay bữa mình có đi tem rơi ấy, mình có tem rơi ở bên núi nửa ấy, nhưng mà cái video đó mình bị xóa đi mất rồi, nên là cái video đó là bữa mình tem rơi là đổ mất thanh niên kia báo mình quá trời luôn, báo mình vãi chưởng là mình chết mất hai con rơi mạnh nhất luôn. Hôm nay chắc là nhiều anh em cũng biết rồi, còn đâu những anh em nào chưa biết thì mọi người xem thấy có ích kỳ mọi người cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có động lực mình làm thêm nhiều video nhé mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Đây là vị trí ở trong đó có hang rơi và hang mắc ma mọi người nha. Cái hang này lần trước mình cũng làm để farm polymer với lại farm ngọc trai đen rồi, thì mọi người cũng biết cái hang này rồi đúng không? Mọi người vào trong này, lên trên trần ở trong hang này là nó sẽ có những con rơi ở đây nè. Đó, nó sẽ có những con rơi nè. Đẹp một đợt nè. Ồ chết, cái ống kính của mình bị lỗi ở đây. Rồi. Rơi sẽ spawn trong đây và móc ma sẽ ở trong đây luôn mọi người nha. Còn giờ mình sẽ ra sa mạc. Sa mạc thì mình sẽ làm cái video và đi trong hang rồi thì mình nghĩ cũng sẽ khó rồi, nhưng chắc mọi người cũng sẽ biết rồi, hai cái loot ở sa mạc, hai cái loot đó level 80 á sẽ rất là ngon á. Đây hai cái loot ở sa mạc này, một cái wow sao nó không spam luôn à. Wow, đây một cái nó ở chỗ này nè, nó ở chỗ này nè, nhưng mà hình như hiện tại nó chưa spam, mà đây có hai cái thính á. Nó có đế buông mày, mày phá tao mày. Đây là cái thính ở bên này. Đó. Cái này nó rơi cái là chết hết thú rồi đấy, thính bị thính rơi đây. Cái thính của Tinson một cái bên này. Nên một cái sa mạc hả? Đây một cái thính ở chỗ này nữa này, nhưng mà hình như là mình nhặt rồi nên nó chưa spam á. Đây. Rồi chỗ vị trí mình đứng này, 80 36 à. Nhưng mà mình chơi mình vào hot mình test nên là mình không on on trong hot nên là nó sẽ chưa spam á. Còn nó hai cái thính ở đó thì chắc chắn mọi người chỉ cần tầm 10 đến 15 phút là nó sẽ spam. Đây là vị trí spam shadow nha mọi người. Spam shadow này Kacha núi lửa. Đây nè. Đó Kacha nè. Kacha nè, đây là núi lửa này, 7136 à, là khu này. Tất cả những khu rừng rừng đỏ này à, sẽ có trong spa, sẽ có shadow nhá. Những cái cây này là farm than này mọi người, nó farm than nè, những cái cây đỏ này là farm than luôn nè, ở dưới này cũng có nữa nè. Cái video mình bắt shadow thì chắc mọi người cũng biết rồi đúng không? Còn đâu mình sẽ ra đây mình là lấy tiếp một cái loot ở băng. Cái loot này nó sẽ spam bên ngoài ấy mọi người, nếu mà không thường thường không để ý thì rất khó nhìn đấy. Này, hoặc là trời tối mọi người bay qua này mọi người sẽ nhìn thấy thôi. Đây nó ở chỗ này, đây chính xác nó ở chỗ này. Đây của mình hot nên mình ít on nên là nó sẽ chưa spam nữa. Đây 51 11 đó. Vị trí này là vị trí spam cái loot riêng của ấy này luôn. Còn những cái loot khác thì mình cũng chơi rồi nhưng mà mình chưa thấy có. Còn đây mình sẽ ra vị trí spam của Delucius. Đó, trên bản đồ mình có đánh dấu rồi.
Đây mọi người, khi nào mọi người đến cái rạch này nè, cái rạch này nè, đó mọi người sẽ đi hai bên rạch, sẽ hai bên rìa này, hai bên rìa nó sẽ spam trứng của con Dilochurt đây này, những cái chỗ này đó sẽ spam trứng của Dilochurt. Ui trời đông thế. Đây đây nữa nè, đó đây là vị trí spam của Dilochurt đó, hai bên hai bên rìa nè, cái rạch như kiểu là cái thung lũng này nè, hai bên rìa nó sẽ spam đây nè. Mình có bay nhanh quá thì mọi người tua lại video xem giúp mình nha mọi người ơi, không phải video dài quá mọi người. Mình cũng muốn làm video nhanh nhanh một chút nhưng mà đôi lúc thì nó phải rõ rõ một chút để mọi người xem thì nó dễ hiểu hơn ấy. Đó hai bên dài cái là spam trứng Dilo, còn đâu slow o, đây là hang rồng, đây là hang rồng độc, đây là hang rồng độc 74 72. Ôi trời ơi đông thế. Còn hang rồng lửa thì sẽ ở trên đó, hang rồng lửa thì chắc chắn mọi người biết rồi, còn đâu hang rồng điện sẽ là ở bên này, bên đỉnh núi bên này đó, bên này sẽ là hang rồng điện nè. Nhưng mà hang này khá nguy hiểm ấy, mọi người bay vô đây nè, mọi người phải có con gì lia đi chứ không là khá nguy hiểm ấy. 25 20 đó hang rồng điện. Ôi trời ơi nó dí mình luôn kìa, đó đó là hang rồng điện. Còn gacha sẽ spam ở rừng đỏ luôn nha mọi người ơi, gacha thì sẽ spam rừng đỏ luôn. Không thấy con gacha nào ta, mà nếu mà chơi xong server gốc ấy mà nó sẽ spam x1 á, những cái con Thylacoleo nó sẽ bám đầy trên cái cây này luôn, bám kín lên cây luôn. Bữa mình chơi mà mình đi qua mình bay qua mà nó vồ mình, ôi trời 50 con nó nhảy xuống nó vồ mình luôn. Đây vị trí này là vị trí nhà mình ở trong map mình chơi nè, trong server mình chơi nè. Ủa không thấy con gacha nào ta, đó 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 thì là con eo này đó. Mọi người đi vào rừng đỏ nhớ cẩn thận á, bay qua phát nó vồ cái này không biết đường về đâu nha. Nè trên này là vị trí spam của ấy luôn này. Okay. Ở đây là vị trí spam của đây, gacha này, mấy này con chim nhặt đồ 1527 trên hồ này sẽ có chim nhặt đồ nữa nè. Sao không thấy con nào ta? Ủa nó spam chưa vậy? Còn đây là vị trí spam slow rồi mọi người. Đó con slow nè, 4412 là vị trí spam slow. Còn ngoài này là sẽ vị trí spam oi và cái con cá, có cái con cá chết này nè, con cá chết bên rát map Ranarok ấy, giống map Ranarok ấy, 5109 chỗ này spam oi luôn mọi người ơi. Đây nè những cái cục này nè, đây là cục này sẽ là oi nè, oi với silico đây luôn mọi người ơi. Đây, oi và silica, oi nè. Oi và silica nè. Silica. Đó. À mọi người đi vào trong cái khoảng bên trong này nó cũng sẽ có luôn nè. Đây này mọi người. Đó. Đó silica. Thôi. Mình làm đến đây rồi, nếu mọi người gì có thắc mắc còn muốn tìm hiểu thêm cái gì đó thì mọi người nhớ comment xuống phần bình luận để mình làm. Mọi người nhớ cho mình xin một like, một chia sẻ nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye mọi người.